Cô Ngọc Oanh xin chào tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của chương trình. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được đổi món rồi đúng không nào? Những món ăn mới thì luôn mang đến những điều thú vị. Hôm qua thì chúng ta đã đổi món với câu chuyện về các trạng của Việt Nam mình rồi. Và câu chuyện về trạng đầu tiên mà cô Ngọc Oanh kể cho các bạn nghe đó là chuyện gì nhỉ? Có bạn nào nhớ không? Đó chính là câu chuyện về trạng Quan Quang, người mà đã dùng gạch để làm bút này và dùng sân để làm giấy. Bởi vì nhà của Quan Quang nghèo quá, không có tiền để mua nghiên bút đi học, cho nên đã phải học lỏm thầy qua khe cửa sổ. Vậy mà bằng trí thông minh, bằng tài năng và bằng sự cần cù của mình, cộng với sự giúp đỡ của thầy và các bạn mà Quan Quang đã đỗ trạng nguyên rồi đấy, rồi lại trở thành một sứ giả rất là thông minh, đối đáp hơn người. Và đã có những màn đối đáp rất tuyệt vời ở trước quân Nguyên Mông. Ngày hôm nay sẽ là chuyện về trạng nào đây? Đã có bạn nào nghe đến câu chuyện về trạng Lường chưa nhỉ? Các bạn có biết trạng Lường là ai không? Một ông trạng rất nổi tiếng của Việt Nam mình đấy. Đó chính là Lương Thế Vinh. Và ngày hôm nay cô Ngọc Anh sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện thú vị về trạng Lường Lương Thế Vinh. Các bạn biết không, Lương Thế Vinh theo sử sách ghi lại thì sinh ngày 17 tháng 8 năm 1442 và mất vào ngày 2 tháng 10 năm 1496, còn gọi là Trạng Lường, tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên, là một nhà toán học, Phật học, nhà thơ Việt Nam thời Lê Sơ. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân có học ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông và làm quan tại Viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của Hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập vào năm 1495. Thời niên thiếu thì Lương Thế Vinh đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh, nhanh trí. Lớn lên thì Lương Thế Vinh càng học giỏi, học có phương pháp kết hợp với lao động, vui chơi, giải trí. Và chưa đầy 20 tuổi, tài học của Lương Thế Vinh đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. Năm 22 tuổi, đời vua Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ tư 1463, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên khoa Quý Mùi. Cuộc đời 32 năm làm quan, Lương Thế Vinh đều ở Viện Hàn Lâm, trải thăng đến chức Hàn Lâm Thị Thư trưởng Hàn Lâm Viện Sự, tức là đứng đầu Viện Hàn Lâm. Ông có biệt tài về ngoại giao, được nhà vua tin yêu, giao trọng trách soạn thảo văn bản từ bang giao và đón tiếp sứ thần nước ngoài. Nhiều bài biểu do Lương Thế Vinh soạn gửi cho vua Minh để giải quyết mối quan hệ giữa hai nước đều được vua Minh chấp thuận. Vua Minh phải khen là nước Nam có lắm người tài. Trạng nguyên Lương Thế Vinh còn dạy học ở Quốc Tử Giám, Sùng Văn Quán và Tú Lâm Cục là những trường cao cấp thời bấy giờ đào tạo nhân tài cho đất nước về văn chương và toán học. Học trò của ông thì có nhiều người đỗ đạt cao như Nguyễn Tất Đại, người làng Kha Lý, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đỗ tiến sĩ vào năm 1469, Lương Đắc Bằng, làng Hội Triều, nay thuộc Hoàng Phong, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, đỗ bảng nhãn vào năm 1499. Lương Thế Vinh không những dạy toán học ở Tú Lâm Cục, ông còn giữ chức cấp sự Trung Khoa Công, chuyên khảo sát việc tạo tác các công trình như cung điện, đền đài, thành quách, đường xá, đê điều cần đến toán học. Ông đã biên soạn cuốn Đại Thành Toán Pháp để tiện dùng. Đó là cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên ở nước ta. Trong cuốn sách thì ông đã tổng kết những kiến thức toán thời đó và cả những phát minh của ông. Trong sách dạy các kiến thức về số học, phương pháp đo lường bóng, phương pháp đồng dạng, hệ số đo lường, cách cân, đo, đong, đếm, định vị, đơn vị, tiền vải, vân vân và dạy toán đặc điền. Điều đáng chú ý là cuốn sách soạn từ thế kỷ 15 mà mãi đến thế kỷ 19 nó vẫn được dùng làm sách giáo khoa để dạy toán trong các trường học. Các bạn có biết không, như vậy là trải qua 400 năm thì nó vẫn được dùng làm sách giáo khoa để dạy toán trong các trường học đó. Và thời Lương Thế Vinh thì các công cụ tính toán thật là thô sơ, nghèo nàn.
Ở Việt Nam lúc đó, công cụ tính toán chủ yếu vẫn là hai bàn tay bằng cách là bấm đốt ngón tay. Khi đó thì người ta còn dùng một sợi dây với những nút thắt làm công cụ đếm, thắt nút và cởi nút. Sau nhiều đêm suy nghĩ thì Lương Thế Vinh đã sáng chế ra một công cụ tính toán lợi hơn. Và cuối cùng ông đã sáng chế ra bàn tính gẩy, đó chính là chiếc bàn tính đầu tiên của Việt Nam. Lúc đầu thì ông nặn những hòn bi bằng đất có khoan lỗ ở giữa, sâu vào một cái đũi. Các sâu buộc cạnh nhau thành một bàn tính, ông cải tiến dần những viên tính bằng đất thành những đốt trúc ngắn, rồi những viên tính bằng gỗ sơn màu khác nhau để dễ tính và dễ nhớ. Lương Thế Vinh am hiểu sâu sắc về âm nhạc và hát chèo. Ông đã cùng với Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận soạn hai bộ đồng văn và nhã nhạc dùng trong quốc lễ và triều hội. Ông còn nghiên cứu hàng trăm phường chèo, biên soạn cuốn Hí Phường Phà Lục ghi lại các khoán ước của phường chèo, kịch bản và diễn xuất, cách đánh trống chèo, phương pháp múa và hát. Năm 1501, 5 năm sau khi ông mất, thì bạn ông là tiến sĩ Quách Hữu Nghiêm, người Thái Bình đã đề tựa và đưa in tác phẩm trên. Lịch sử Việt Nam tập 1 xuất bản năm 1971 đã ghi nhận. Cuốn Hí Phường Phà Lục của Lương Thế Vinh xuất bản năm 1501 có thể coi đó là tác phẩm lý luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền. Tác giả đã tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những nguyên tắc có tính chất lý luận về nghệ thuật biểu diễn, diễn viên, múa hát và đánh trống. Về văn thơ, Lương Thế Vinh cũng có nhiều đóng góp. Ông giữ chức sái phu trong hội thơ Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông, là người chuyên phê bình, sửa chữa thơ trong hội, nhiều lần đã ngâm họa với vua Lê, như là bài Tướng Sĩ Nhớ Nhà và bài Động Lục Vân. Ông còn cùng với Đỗ Nhuận, Thân Nhân Trung, Đào Cử soạn nhiều bài ký, văn bia ở văn miếu, ở chùa Diên Hựu, tức là chùa Một Cột ngày nay. Ông để lại hai bài phú ca ngợi cuộc sống thanh cao, không màng danh hoa phú quý. Văn thơ của Lương Thế Vinh nhìn chung thể hiện sâu sắc tư tưởng yêu nước, thương dân, căm ghét bọn quan lại tham nhũng, thích cuộc sống thanh cao, gần gũi với dân quê. Lương Thế Vinh là người trọng thực học, thích mở mang kinh tế. Ông đã dạy dân làng Hương làm nghề thuốc bắc, thuốc nam, chữa bệnh cứu người, khuyến khích mở nhiều chợ búa để dân mua bán, trao đổi hàng hóa. Yêu nước, thương dân, ông luôn muốn cho đất nước thanh bình, dân ấm no, triều đình và dân cùng lo việc nước. Với suy nghĩ như vậy, nên đoạn văn sách thi đình nổi tiếng đó, Lương Thế Vinh đã khuyên nhà vua ra sức kén chọn người hiền tài, đặt quan chức để vì dân mà làm việc, khuyên nhà vua và triều đình phải đồng tâm nhất thể. Cuối đời trạng nguyên Lương Thế Vinh về chí sĩ tại quê nhà. Ông về hưu thực ra không phải vì ốm yếu, mà ông muốn rảnh rỗi trở về sống yên tĩnh ở quê hương, làm thêm việc gì có ích trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nhân dân cao hương yêu mến Lương Thế Vinh, nhưng yêu hơn vẫn là đám học trò đã và đang học Lương Thế Vinh. Cứ đến mùa sen nở, ông lại một lần tiễn học trò của mình đi thi. Học trò Sơn Nam đến theo học ông ngày càng đông và không ít người đã thành đạt. Rút từ bài học của bản thân mình, Lương Thế Vinh rèn cho học trò một cách thông minh. Khi học ra học, khi chơi ra chơi, không học ngày học đêm theo cách xôi kinh nấu sử. Tuổi ngày càng cao, nhưng cũng như là thú vui thả diều, hàng ngày Lương Thế Vinh thường la cà quán nước, nhất là quán cây đa cổ thụ có bóng râm mát cả một vùng rộng ở làng bên. Ở nơi đây thì ông có thể nghe được nhiều điều hay, dở để răn dạy học trò, răn dạy người đời và cũng để sửa chữa mình. Ông rất yêu con trẻ, thường bày cho chúng những trò chơi vui nhộn và bổ ích. Thấy trẻ con rất thích nặn con rối, ông đã nghĩ ra cách chơi rối nước. Trò chơi này thật vui, thật hấp dẫn. Người các nơi tìm đến học để phổ biến ở quê mình. Từ đó thì múa rối nước trở thành một loại nghệ thuật đặc sắc trong nhân dân, truyền mãi cho đến ngày hôm nay. Trạng nguyên Lương Thế Vinh mất tại quê nhà vào ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn 1496, thọ 55 tuổi. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã hết lời ca ngợi Lương Thế Vinh, đánh giá ông là con người có tài kinh bang tế thế, một con người tài hoa danh vọng vượt bậc.
Hình ảnh của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh còn sống mãi trong tâm thức mọi người bằng truyền thuyết và giai thoại về cuộc đời, sự nghiệp, tài đức và lòng yêu nước, yêu dân của ông. Nhân dân làng Cao Hương đã quý mến giữ gìn phần mộ của ông tại khu Mả Trạng. Đền thờ Trạng Nguyên Lương Thế Vinh được xây dựng trên nền nhà cũ tại giáp nhất làng Cao Hương. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cô Ngọc Anh đã kể cho các bạn nghe một chút về những thông tin cơ bản nhất của Trạng Lương Lương Thế Vinh. Ngày mai vẫn tiếp tục là câu chuyện về Trạng Lương Lương Thế Vinh, nhưng chúng ta sẽ đến với những giai thoại hết sức thú vị, như là giai thoại về trái bưởi mà Lương Thế Vinh đã sử dụng lực đẩy Archimedes ở trong đó để giải thích, rồi còn phương pháp học của Trạng Lương như thế nào nữa, rồi rất là nhiều những cái lần mà Lương Thế Vinh thử tài, thể hiện được tài năng của mình trước mọi người, như là cách cân voi này, đo bề dày tờ giấy, vân vân. Ngày mai chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé các bạn nhé. Rất nhiều điều thú vị về Trạng Lương Lương Thế Vinh đó. Còn bây giờ thì cô Ngọc Anh phải để các bạn đi ngủ rồi. Trời cũng đã muộn rồi mà. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai nhé.